Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa quý ông, quý bà, các bậc cao minh cao đồ của Đức Thầy tôn kính có mặt nơi đây. Kính thưa quý vị đại diện tôn giáo bạn, quý quan khách. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Hợi, nhân ngày đại lễ kỷ niệm lần thứ 80 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, 18 tháng 5 năm Kỷ Hợi 2019. Chương trình hành lễ gồm có 2 ngày. Ngày 17 tháng 5 năm Kỷ Hợi, 18 giờ đồng đạo tập họp, 19 giờ 30 công phu, 19 giờ khai mạc nghi thức tôn giáo, kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đọc lại bài Sứ Mạng thay lời tựa, đọc 8 điều ngăn cấm lời phiên bổn đạo. 19 giờ 30 cầu nguyện quốc thế dân an. Đến 20 giờ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Hai là lời chia sẻ đến với đồng đạo. Còn lại thời gian thì đọc thi văn giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đến 20 giờ tạm nghỉ. Chương trình ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Hợi, phần hành chánh lễ. 6 giờ 30 đồng đạo tập hợp. 7 giờ điểm tâm sáng. 7 giờ 30 phân công các ban. 8 giờ 30 lễ cung thỉnh chân dung Đức Quỳnh Giáo Chủ. Từ vị trí tạm thời về an vị tại lễ đài, có bố trí đồng đạo đứng hai hàng, có cầm cành hoa để cung thỉnh Đức Thầy, và mỗi đồng đạo đều mặc quốc phục, tức là khăn đóng áo dài, và mỗi đồng đạo đều mặc đạo phục, tức là áo tràng. Còn lại bao nhiêu thì chúng ta đồng tùy tiện theo phương tiện. 9 giờ lễ an vị chân dung Đức Thầy tại lễ đài. Sau phần lễ an vị, tất cả đồng đạo đều dâng hoa trước lễ đài cúng dường Đức Thầy. Kính thưa quý vị, đó là cái chương trình ngày hành lễ hôm nay. Xin đề nghị quý vị quan nghênh chung cho một tràng phát tay. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng là cái ngày kỷ niệm lần thứ 80 năm ngày Đức Thầy khai sáng nền đạo. Thì năm thứ 80 là một sự kiện rất trọng đại đối với đạo và cả luôn cái sự kiện đời. Thì hôm nay chúng tôi cũng thiết nghĩ tất cả đồng đạo đến đây với tinh thần tôn sư trọng đạo và để đền đáp cái công ơn Đức Thầy đã dày công khai sáng để gìn giữ Phật Pháp. Chính vì thế thì hôm nay chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị cái chương trình ngày đại lễ, nó gồm có phụ kiện các điều kiện như sau. Thì thưa quý vị, chúng ta đã an vị chân dung Đức Thầy tạm thời ở phía sau, đều có hoa, đều có trang trí hoa rất tốt đẹp. Và sau khi đó thì một chút xíu chúng ta làm lễ nghi thức xong rồi thì bắt đầu từng tự những người lão thành lớn tuổi đi phía trước, tức là nâng đỡ những lãng hoa này, và phía sau thì đồng đạo tiếp tục để mỗi một người cầm một cành hoa tiếp tục đi theo thứ tự. Khi ra ngoài, đi dài ra tới chân dung Đức Thầy thì nam đứng một bên, nữ đứng một bên, và mỗi người đều có trên tay đều có nâng lãng hoa và cầm cành hoa. Thì quý vị đều đứng cái tư thế trang nghiêm thanh tịnh, và do sự sắp xếp phân công của ban trật tự và cho nó có một cái điều mang lại cái sự tốt đẹp. Thì cũng mong quý vị cũng vì cái ban tổ chức muốn có cái sự trật tự và ổn định trong cái tư thế thì quý vị cũng thông cảm theo sự sắp xếp của các ban. Thì sau khi xong mà mình đã làm cái lễ cung thỉnh Đức Thầy ở ngoài kia xong rồi thì cái chân dung Đức Thầy được đi phía trước. Và xin thưa là phía trước của Đức chân dung Đức Thầy đó thì gồm có là trên dưới 40 đồng đạo đều có nâng lãng hoa, và phía sau kế đó thì chân dung Đức Thầy. Sau đó thì từng tự đồng đạo đều, chúng ta cũng cứ Đức Thầy đi trước thì chúng ta cũng gúp guộc đi theo sau, tức là nam một bên, nữ một bên, cứ từng tự đi theo. Sau khi vào an vị chân dung Đức Thầy rồi thì chúng ta cũng trở về vị trí của mình lúc ngồi hồi nãy. Sau khi xong thì ban tổ chức chúng tôi sẽ đưa lên cái chương trình để hành lễ trong cái ngày hôm nay. Thì đó là cái điều kiện chính thức mà chúng tôi đã thông qua cho cùng cô bác và anh chị em để hiểu, để chúng ta am hiểu về điều này để cho tránh cái sự sơ sót và tránh cái sự lãng phí thời gian.
Thì đến đây cũng xin tạm thời dứt lời, xin mời đề nghị quý vị quan nghênh chung cho một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, đây là đến cái giờ chính thức để chúng ta làm lễ cung nghênh chân dung Đức Thầy. Thì phần này cũng có một cái nghi lễ, đó tức là nghi thức tôn giáo. Thì kính mời toàn thể chư quý vị đồng giữ cái tư thế trang nghiêm, tâm thanh tịnh để chúng ta làm lễ nghi thức tôn giáo. Kính mời toàn thể chư quý vị thân tướng trang nghiêm, tâm thanh tịnh, đồng hướng về ngôi Cửu Huyền Thất Tổ, đồng kính ba xá lễ phép, kính mời. Đồng kế đến hướng tâm về Hồng Ân Tam Bảo và quay linh Đức Tôn Sư tôn kính, đồng kính chung ba xá lễ phép, kính mời. Và bên trong đã xong, kính mời đồng xây về phía bên ngoài. Đồng hướng về ngôi thờ thông thiên cũng như bàn hương án, đồng kính lễ chung ba xá lễ phép, kính mời. Và kính mời đồng xây về phía bên trong. Đồng hướng tâm về giác linh cố đức ông, đức bà là thân sinh của Đức Quỳnh giáo chủ và những vị thánh tử đã hy sinh cho tiền đồ đạo pháp quốc gia và dân tộc đã trải qua 80 năm. Kính mời quý vị đồng xuôi tay kính lễ. Kính. Và một phút đã trôi qua. Giờ đó là cái phần tiết mục nghi thức tôn giáo đã xong. Nam mô A Di Đà Phật. Vui mừng gặp chúng hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường độ dân. Lạng nhân nghĩa để chân đến chúng thấy dương trần trà trộn tà tâm. Quay thần đêm đạo quyền thâm, nhiệm màu phố đồ âm thầm ai hay. Mẹo đã hết rồng bái vơ vân, khắp hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau. Lê dân trăm họ sao sao ra rời phố tử máu đào nhuộm tuôn. Thương quá sức bắt cuồng tâm não quyết cứu người dùng đau phổ thông. Ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thành thơi. Nhìn dáng vật cuộc đời ngáo ngán bởi hoàn cầu thù quán cứ gây, vẽ hình rồi lại vẽ mây, vẽ tranh thiên tạo bồng lai cảnh tình. Lại thêm vẽ phụ sinh cõi tạm giác hồn người hắc ám khỏi mang, cầu cho cuối sớm cùng làng trẻ già lớn nhỏ Phật đàn yên thân.
luân thường nặng nề phải dài mang. Nhuận gọi thừa ân của Phật đàn, cố gắng tâm trì theo đến chốn mơ, một ngày vinh diệu ắt bằng an. Bằng an bốn biển khỏi đua tranh, bởi khắp bát gia được Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, đây đã đến giờ chính thức để làm lễ cung nghinh chân dung Đức Thầy. Chỉ kính mời toàn thể chư quý vị đồng đứng trang nghiêm, tâm thanh tịnh, và những người đứng ở bên ngoài cầm những cành hoa thì chúng ta đồng kính lễ Đức Thầy, đồng xá Đức Thầy, đồng xá. Và xong đồng đưa tất cả đồng đạo ở bên trong thì đang bưng lãng hoa, còn bên ngoài thì cầm cành hoa thì chúng ta đưa lên trán nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Hợi, nhân ngày đại lễ kỷ niệm lần thứ 80 năm ngày Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay tại tỉnh Thất Cửu Chi, ấp 6B xã Bình Mỹ, huyện Cửu Chi, thành phố Hồ Chí Minh, xin long trọng tổ chức nhân ngày đại lễ kỷ niệm này. Toàn thể chúng con trên tay đều có lãng hoa và cành hoa, xin kính dâng lên để kính cúng dường Đức Thầy và xin làm lễ cung thỉnh chân dung Đức Thầy từ vị trí tạm thời về vị trí ổn định để chúng con tổ chức ngày kỷ niệm lần thứ 80 năm ngày Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Vị toàn thể chúng con xin được mạn phép cung nghinh chân dung Đức Thầy giờ này, xin Ngài từ bi quan hỷ chứng minh cho toàn thể chúng con đồng xá. Dạ thưa xong, đó là cái phần nguyện để chúng ta chính thức làm lễ cung nghinh chân dung Đức Thầy. Gió gió đêm thanh nức dòng vàng, kiện cây sum màu đượm mùi nhang, phù dung già gánh thân yên nhà, thành thới gia trung gặp chớ nhàn, chớ nhàn vô sở mới nên nhà, từ đây gặp cửa thiền bề giác bờ mê, ngài vượt khỏi lánh đời tốt lụy rất tiền khiên. Tiền khiên kiếp tạo bởi trần thân,
đạo diệu dồi trao ơi lập chí cần luyện tánh trao tâm cho sạch sẽ rứt rồi nở thế khỏi ưu phiền phiền thương sự chúng ta bàn Phật cảnh mau về ác lành xa tình ngộ từ đấy người gặp chú phôi trần tìm kiếm chớ ma ma mùi ngọt mật cùng đa cảnh thế nhìn xem lũ cao xa múa gút nhăn nanh ưa thịt béo nào khờn giả ai của thiền gia thiền gia chỉ cả dốc hành thân diệu diệu truyền thế cảm kích thần những tưởng thối đời ôi chắc lạc đạo màu siêu diệt của thiền lâm thiền lâm Phật thích thuở xưa kia non tuyết rèn ra bát chánh kia phổ hóa dân lành trong khắp chúng hoàng cầu bốn biển khắp danh biển luồng thanh điện nhoáng qua như chớp chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa Phật tiên dần chuyển lọc lừa kiếm còn ngữ phước mà đưa trở về ôi khổ thảm bốn bề sông mơ dày dòm lưng trời lửa cháy liên miên tiêu đều sáng vật điên viên thần thông biến hóa dưới miền trung ương ngục môn đầy quý vô thường dắt hồn kẻ bào diêm dương luật
trần. Nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời mê muội trầm luân hoài hoài. Tay hạ bút viết bài chung ơi cuộc, ai rõ lòng con cuốc khởi kêu. Thân khùng vẫn bị trớ trêu, phiêu lưu trôi dạt danh nêu khắp cùng. Ai giàu có thung dung thanh nhã, ta lo đời sắc đá bền gan. Âu sầu nước dòng riêng thang, trách dân chẳng sợ hùm la.